Thưa quý bà con, nói về các dòng sản phẩm lưới đánh bắt thì Đậu làm cho bà con rất là đa dạng và rất là phong phú. Từ những lưới cước, những lưới dù và từ những lưới một màn cũng như lưới ba màn. Đậu làm tất cả cho bà con theo đúng ý muốn cũng như theo đúng yêu cầu. Thì ngày hôm nay Đậu giới thiệu cho bà con đây là dòng lưới đánh cá đối, cao 2m, dài 100m và mắt lưới là then 1,5. Có nghĩa là mắt lưới là 3 phân. Đây là một trong những cái dòng lưới mà kính thưa với bà con là dòng lưới này là lưới thái xịn 100% cho bà con. Cái mắt lưới ở đây nó là then 1,5 thì nó chỉ đút cái ngón tay cái của người lớn là vào chớm vào thôi. Còn đâu đút ngón tay út thì nó sẽ là lọt. Nếu như ngón tay cái của bà con to thì nó sẽ đút chặt ở trên đầu phía trên. Thì những dòng lưới như thế này thì đánh cá đối nổi cho bà con, tại vì đây thiết kế cho bà con là phao xốp nổi hoàn toàn rồi. Và chì ở đây không như cái dòng chì bình thường là chì nhẹ, nhưng Đậu thiết kế cho bà con là chì nặng luôn nhưng vẫn đánh nổi. Đây, còn về cái mắt lưới thì bà con tưởng tượng là nó đút cái ngón tay cái của người lớn chúng ta là hơi chặt ở trên, còn ngón tay út thì phải lọt rồi. Thì dòng này thì đánh những con cá đối cỡ như ngón tay cái cho đến hai ngón tay là đánh rất là phù hợp cho bà con. Thì mỗi một cái đầu lưới ở đây thì Đậu thiết kế cho bà con là một cái phao màu đỏ để cho bà con giúp đánh dấu đầu của một tấm lưới để dễ dàng bà con nhận diện được. Hàng dây ở đây thiết kế cho bà con là hàng dây pô, vì thế mà đánh bắt ở ngoài biển bà con kéo rất là tốt, rất là khỏe và đánh ở nước ngọt nữa. Hàng lưới này thì bà con thấy đấy, túi rất là sâu, đánh bắt cực kỳ thoải mái. Bà con có nhu cầu đặt sản phẩm này hãy liên hệ ngay với Đậu sẽ đáp ứng cho bà con về cái sản phẩm này. Xin kính chào bà con.